suốt một đời đưa đón khách qua sông. Ai còn nhớ người lái đò thầm lặng, vẫn ngược xuôi dù gió mưa hay nắng. Tiễn người đi biển biệt chẳng về thăm, vẫn lặng lẽ bằng tất cả cái tâm, vì sự nghiệp chồng người đầy cao cả. Con đò nào rồi cũng sẽ cập bến, mỗi chuyến đò sang sông là một câu chuyện, một hành trình của sự yêu thương, sự thay đổi, lớn lên và trưởng thành của các con theo từng ngày, từng tháng và từng năm. Để rồi mỗi khoảnh khắc các con trưởng thành, cô đều không muốn bỏ lỡ. Vậy thì trong giây phút này đây, cô xin cho phép lưu giữ những hình ảnh kỷ niệm đẹp đó ở trong hình, trong tim và trong tâm trí. Cô sẽ không bao giờ quên và cô hy vọng các con cũng vậy. Nhớ ngày nào, những cô bé, cậu bé đáng yêu của cô còn chập chững bước vào cánh cửa trường mầm non với bao điều mới lạ. Môi trường mới, lớp học mới, thầy cô và bạn bè mới. Những bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay cô, nước mắt trực rơi khi trong lời bài hát của bà, của mẹ. Đến nay, các con đã lớn khôn, trưởng thành lên rất nhiều, tự giác và ý thức hơn, đã sẵn sàng cho hành trang vào lớp 1. Chúng ta đã bên nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm hay thậm chí là 4 năm. Một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cô và các con cùng nhau vẽ nên những bức tranh kỷ niệm thật đẹp. Trong bức tranh ấy có con, có các bạn, có bố mẹ và có cả các cô nữa. Bao nhiêu năm ấy là bấy nhiêu kỷ niệm. Từng bài học, từng bữa ăn, từng giấc ngủ của con đều có các cô đồng hành. Chúng ta đã coi nhau như những thành viên trong gia đình. Giờ đây, khi các con đã lớn lên, trở thành những người anh, người chị ở trong lớp, bảo ban các em nhỏ, giúp đỡ các cô rất nhiều, thì lại là lúc chúng ta sắp phải xa nhau. Giây phút thiêng liêng này, cô muốn nói lời cảm ơn với các con. Cảm ơn các con vì đã đến, đã luôn ở bên các cô, đồng hành cùng các cô. Cảm ơn các con đã giúp cô hiểu hơn về hai chữ nhẫn nại, để cô biết được mọi thứ đều cần có thời gian để thay đổi. Cảm ơn sự trưởng thành trong con người và tính cách của các con giúp cô nhận thấy được khi ta cho đi sẽ luôn được nhận lại. Cảm ơn vì đôi lúc cô muốn bỏ cuộc, các con đã nhắc nhở cô thế nào là cố gắng hơn để tiếp tục. Cảm ơn các con đã luôn tin tưởng cô để các cô được làm một phần của tuổi thơ tươi đẹp này. Các cô hiện giờ buồn vui xen kẽ, buồn vì phải xa các con. Cô sẽ rất nhớ, lo lắng cho các con, không biết ở môi trường mới, con có hòa nhập nhanh không? Vui vì các con đã khôn lớn, để sẵn sàng đi đến bất kỳ một môi trường nào mà cha mẹ các con đã lựa chọn, ở đó sẽ giúp ích cho các con rất nhiều. Hy vọng rằng khi nhìn ngắm lại những hình ảnh này, các con sẽ nhớ đến cô, các bạn, ngôi nhà ở American Montessori School như những kỷ niệm đẹp đẽ về một thời thơ ấu của mình. Các cô tin rằng American Montessori School đã trang bị cho các con những hành trang tốt nhất để các con tự tin bước vào những ngôi nhà rộng lớn hơn. Dù con không ở trong vòng tay của các cô nữa, nhưng các cô vẫn luôn dõi theo từng bước đi của con. Và hãy báo cho các cô những thành tích mà các con đã đạt được ở trường mới nhé. Chúc các con yêu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi và hãy luôn vui vẻ nhé. Các cô yêu và nhớ các con rất nhiều.